Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là Bay HT và hai liên xạ nha. Và đang đi chung với Amumu nè, Zone và Kale một sao ha. Còn tướng tanker chính của mình đang có, đó chính là con Kassante 2 sao nha mọi người. Tướng đem chính á, là siêu sao Aphelios liên xạ và đang cầm tới toàn là hai cái trang bị lớn nha. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn 80 máu thôi ở round 3 chấm như này. Tại vì đầu game anh em ơi là mình cũng fit máu trước á để mà đi chợ nha. Nhưng mà không hơn nó như vậy. Khi mà nó đi chợ 2 chấm nó không cho mình bất kỳ một cái thì vàng nào cả. Khá là xui luôn á. Nhưng mà sai anh em ơi. Tại vì cái lỗi đầu tiên của mình đang có đó chính là quỹ phòng hộ nha. Ui, lúc đầu game đó là một cái lượng tiền thật sự rất là lớn luôn á chưa. Và nó giúp cho mình tích được 100 tiền nha. Được cộng thêm đó chính là 10 vàng tiền lãi mổ rao nha mọi người. Bây giờ cứ chiêu chiêu tích tiền thôi. Xong là level ha. Gặp luôn con này mà có phơm bài đấu sĩ đi chung với vi siêu sao. Ủa hồi ảnh chiếu 3D luôn kìa. Thắng nổi không đây, thắng nổi không đây. Let's go. Đây là 4 hết steel liên xạ và tata mặt lớn nha mọi người. Ezreal ở level 5 á, nó tự ra luôn thế nó mới ảo chứ. Ok, và đó là chuỗi thắng 2 trận nha. Để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Tại vì cái cổng này của mình đang chơi á là cổng cua khi vũ nha mọi người. Ui, tiền nè, tướng nè, trang bị nè, một đống luôn. Kể cấp trái tim mà rôn bỏ nha mọi người ơi. Cái lõ này á, từ khi mà nó sửa lại á, mình thấy nó khá là cùi luôn á. Mình không bao giờ chơi lại nữa luôn á. Tại vì nó không có hiệu quả nữa anh em ơi. Hồi xưa á, là giữ lại 20% khi mà nội hủ. Là khi mà mình lên được móc 10 steel á. Ui, đi chung với cái lõ đó thì thôi chứ. 100% nha, được giữ lại. Nội hủ rất là phê luôn á. Bây giờ được cộng thêm có một xíu điểm mà không phê anh em ơi, nên bỏ nha. Lấy cái loại với trúng thưởng cái nửa roll cho nó dễ anh em ơi. Khi mà roll nó được thêm 30% thì là roll miễn phí nữa. Một cái loại vàng khá là ngon. Hiện tại là mình cũng đang muốn thắng thêm tầm 2 trận nữa đi anh em ơi. Xong rồi nâng tầm nha. Nâng tầm móc 3 hoặc là móc 5 gì nó cũng ngon cả. Mình sẽ cố gắng mình canh cái hũ 300 anh em ơi. Để mà nổ được ra hai cái thì vàng. Ông này là một cái firm bài Pentakill à. Cố lên bạn ơi, đang chủ thắng 2 trận luôn á nha. Bây giờ thua thì tiếc lắm. Nó vừa mất máu, nó vừa mất chuỗi luôn á chứ. Tại vì trước khi mà nâng tầm á, là mình đang muốn thắng thật sự là càng nhiều là càng tốt. Tại vì khi mọi người chưa nâng tầm á, thì thắng hay là thua gì đó cũng đều được tích điểm nha. Còn nếu như mọi người nâng tầm rồi á, thì bắt buộc phải thua. Chứ nếu như mà thắng á, thì nó sẽ mất một nửa số thủ. Xong rồi nó sẽ nổ luôn cho mọi người. Thì nó khá là phí. Bây giờ trước khi nâng tầm là mình cứ thắng thôi anh em ơi. Giữ lại được một cái lượng máu á. Xong rồi nâng tầm xong rồi thua. Nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều ha. Trời ơi. Và đó là level 5 hơn 122 tiền á. Rất là ghê gớm luôn á nha. Cái firm bà này á thì mình để được con April này từ khá là sớm luôn á nha mọi người. Nên khi mà kiếm cái mốc 5 hết steel á. Là mình không có cần phải có thêm con siêu sao hết steel nữa. Bây giờ rất là đơn giản thôi. Chỉ cần một con set. Set nè. Zone, Aphelios cũng như là Ezreal không cần siêu sao hết steel luôn nha mọi người. Là đã đủ móc 5 hết steel rồi. Ok, là level luôn nha. Thắng nổi không đây. Ui, ông này level 7 luôn hả? Nhanh dữ trời. Mình đang tích được một cái lượng tiền quốc á, một phát là level 7 luôn cũng được anh em ơi. Nhưng mà nó sẽ lỗ tiền của mình đó. Cái quỹ phòng hộ này mọi người tích tầm 100 tiền là ok nhất luôn á nha. Nhưng mà rất là khó tích. Đây mình tích chiêu chiêu là bị đấm liền nè anh em ơi. Thấy không? Thấy không? Người ta lên level trước, người ta lắp đồ trước và bỏ một cái firm bài mạnh hơn mình một tí thôi là mình thu liền nữa chứ. Tại vì tích 100 tiền á thì nó cũng chạy giá lớn anh em mà. Đội hình của mọi người sẽ không mạnh đó. Trời ơi, đi chợ ba cái thì vàng. Ha ha. Bú vội luôn anh em ơi, tuyệt vời mặt trời luôn á chứ. Ơi ơi ơi. Còn một cái thì vàng anh em ơi, ông kia né ra nha. Ông kia, ông kia. Ôi hên quá anh em ơi. Ông lấy con Z à. Lấy con Z này thì thôi mất toi luôn rồi. Ê mà hên nhờ. Z cầm thì vàng ở ra đi chợ 3 chấm. Có nghĩa là mình chỉ cần tiếp tục tích tiền thôi anh em ơi. Mình không cần phải roll luôn á. Vãi đói. Tại vì Z này là mình có sẵn luôn rồi nè. Lòng đi chợ và có luôn anh em ơi. Là đó chắc chắn rồi. Móc 5 hết steel luôn. Không cần phải roll. Thế nó mới ảo My Scola chưa. Và như mình đã nói nha, khi mọi người đã nâng tầm cuộc chơi rồi á, thì bắt buộc phải thua. Cho nên nhưng mà lỡ thắng á, nó sẽ mất 50% số điểm cầu thủ cũng như là nó sẽ nổ luôn anh em ơi. Nên chắc là mình sẽ bán bớt những cái vị tướng của mình không kích thể hết steel đi, như là con Mid Fortune đi anh em ơi.
Tại vì affiliate của mình đó đang là 2 sao, siêu sao liên xạ và cầm tới tận là 2 cái trang bị lớn rồi. Thì đây là một cái nguồn sức mạnh cũng khá là gớm. Mình đang muốn thua, mà thua ít đó thì đẹp, nhưng mà nếu mà thua nhiều thì cũng không sao cả. Tại vì mình đang còn tới tận là 71 máu nha. Đây là một cái lượng máu thật sự là dư xăng luôn để mà thu tiếp được 4 trận liên tục nữa, ra 3 chấm hoặc là 4 chấm như này. Thoải mái luôn anh em ơi. Ông này, ui, level 6 đấm mình gần như là nguyên sàn. Mình sẽ cố canh thủ này nha mọi người, đạt được cái cột mốc tầm 300 điểm rồi đó. Tại vì khi mọi người nó hủ 300 điểm á, nó sẽ có 25% tỷ lệ rớt ra cho mọi người là 2 cái thì vàng. Còn nếu như mọi người nào mà tham vọng hơn á, thì có thể canh cái hũ mà mốc 7 hết tiêu á, mà chủ thua á nha. Canh hũ mà 1250 anh em ơi. Tại vì cái hũ 1250 đó, nó cũng sẽ có 25% nó nổ ra cho mọi người là 4 cái thì vàng nha. Đấy, nó gần như là gấp đôi luôn so với cái hũ thứ 300 nha mọi người. Nhưng mà để lúc đầu game á, anh em đạt được cục mốc 1250 điểm đó, nó chỉ có hai cách thôi. Một á, là mọi người thu 8 trận liên tục, có nghĩa á, là hai lần nâng tầm cuộc chơi với mốc 5 hết tiêu nha. Hai á, là mọi người thu 4 trận liên tục với một lần nâng tầm cuộc chơi với mốc 7 hết tiêu. Thì nó sẽ tầm hủ 1.200, 1.300, 1.400 anh em ơi. Nó cũng trong một cái khoảng đó thôi. Nên mọi người mà muốn nổ được cái hủ mà có 4 cái thì vàng á, anh em phải có thật sự rất là nhiều máu. Nhiều máu tới nổi á, mà thu được 8 trận với nâng tầm 2 lần hoặc là mốc 7 hết tiêu thật sự là sớm nha. Mình nghĩ là nếu mà nâng tầm mốc 7 á, thì ở tầm ra 3.4 nó sẽ là hợp lý nhất. Tại vì tầm nó còn bé đó, nó chưa ít máu anh em ơi. Chứ tầm mà qua rau 5 chấm trở lên á, tướng á, nó vừa nhiều nè, con bét đó nó trừ nhiều máu nữa. Nên đó là một cái nâng tầm không có hợp lý cho lắm ở round 5 chấm nha. Round 5 chấm mà nâng tầm là trừ khi mọi người lúc đầu game có được một cái lượng máu thật sự là ảo Mycicula luôn á. Đép được 100 máu nè, xong mà có mấy cái lõi mà hồi máu hoặc là có khổng lồ hóa thì ok thôi. Trời ơi, cái cổng này của mình đang chơi mà nhắc lại nha mọi người là cua khi vũ á. Lúc đầu game thì nó không khác như cái đầm cua cả, nó sẽ cho mọi người thêm tiền, thêm trang bị, thêm tướng và thêm thật sự là rất là nhiều lợi thế. Có khi là rất là cả thì vàng hoặc là mấy nhân bản cỡ lớn luôn á mọi người. Nhưng mà bắt đầu từ round 5.7 cho đi, đó sẽ là một cơn ác mộng, thật sự luôn là như vậy. Tại vì khi mọi người phải có được một cái phơm bài có hồi phục tốt nè, cái tăng cơ tốt nè, hoặc là những cái vị tướng nào mà có sát thương đơn mục tiêu tốt như là con Kin á, thì mới ăn được con cua đó nha anh em ơi. Chứ còn nếu như mà không có nha, cũng hơi rén rén một tí đó. Từ round 5.7 nè, rồi round 6.7 nha, đội hình A mà không mạnh thì chắc chắn 100% luôn sẽ mất máu. Mà tầm round 5 chấm con bét nó trừ tầm 7 máu hay là 9 máu đó anh em ơi. Qua round 6 chấm con bét nó trừ tầm 9 máu thì phải. Thì đó là một cái lượng máu thật sự là lớn đó. Tại vì mình đã thấy có nhiều anh em đăng lên mạng á, anh em đang có một cái chuỗi thắng thật sự là 7-8 trận liên tục luôn rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào. Sau khi mà up được cái con gọi là tướng 4 tiền 3 sao như là Carthus, Viago hoặc là cái bà Riven, Zonekari 3 sao đồ chuẩn các kiểu á, chuỗi thắng 7-8 trận còn đúng vài máu thôi, comeback lại từ cõi chết nha. Nhưng mà anh em đã quên rồi, cái cổng đó là cổng cu khi vũ. Gặp một phát thôi là nhớ nhau cả đời, bùng một phát mất luôn cái top 4, out top luôn và cũng như là cút luôn. Mà mình thấy là có rất là nhiều anh em đăng lên mạng vậy luôn á, hài cốt. Nhưng mà chỉ cần mọi người có được một cái phơm bài tướng 4 tiền 3 sao mà nó là tướng tăng cơ có thể ăn được, chứ mấy con kiểu như là cà thớt á khó ăn lắm. Ok, lỗi 3 tiếp tục là lỗi vàng cùi ha. Nhiều anh em cứ kêu là mình lấy lõi sai, mình lấy cái lõi mà nó không có hiệu quả, lấy lõi nó không có thật sự là mạnh trong mấy trường hợp đó. Nhưng mọi người không biết đây là mình đang làm content nha, mình đang muốn cái lõi nào mà nó phù hợp nhất với cái yêu cầu và cái nhu cầu của mình ở trong cái trận đấu đó nha mọi người. Giả bộ khi mà mình muốn làm Hustle hoặc là 8 bit đi, thì mình sẽ luôn luôn hướng tới cái lõi nào mà nó cho mình thêm tiền nè, thêm máu nè, hoặc là cái lõi vàng ngon nhất á, đó chính là nhà máy tái chế nha. Chứ còn khi nào á mà mình đang có một cái firm bài mà mình muốn comeback lại á, mình muốn thắng liên tục luôn á, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái lõi nào mà nó có khả năng comeback tốt nha mọi người. Tại vì mình thấy là nhiều anh em góp ý á, là mình nên chọn cái lõi này, mình nên chọn cái lõi kia để cho nó phù hợp á. Thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha,
vì để quan tâm và ủng hộ cũng như là góp ý cho kênh của mình như vậy. Nhưng mà mình sẽ lấy lõi dựa theo cái nhu cầu của mình lúc đó nha mọi người. Giả bộ hết tiêu mà mình lấy mấy cái lõi mà combat thì lại hơi kỳ á. Mình muốn là nhà máy tái chế. Tại vì khi mà có nhà máy á, là có phơm bài 10 hết tiêu rất là dễ luôn. Ây da, cái lõi bộ, ây da, cái hũ này là hỏng rồi này mời. Dư 2 điểm à. Nếu mà 399 điểm á thì là ok, cái này là 401 điểm anh em ơi. Dư điểm rồi. Hủ gì đây? Ok, và đó là một đống tiền cũng như là một cái máy nhân bản cỡ lớn à. Ơi 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 anh em ơi. Cái trận này tại vì có quỷ phòng hộ nè, có đầm cua nè, cũng như á là cái hủ hồi nãy mình vừa mới nổ ra là full tiền và cũng như á là một cái máy nhân bản. Nên mình đang có tốc độ lên level thật sự là ác quỷ luôn á. Khi mà đang mới ra 4.3 rồi, mình level 9 và đang còn tới tận là 100 tiền nha mọi người. Đây là một cái lượng tiền cũng như là cái tốc độ lên level ác quỷ luôn á em. Wow, level 9 hơn 100 tiền ở ra 4.3 à. Như mọi người có thể thấy á, là cái hũ hồi nãy mình nổ ra nó không cho mình bất kỳ thêm một cái trang bị nào. Không cho tướng, không cho trang bị, cũng như là chỉ cho tiền thôi em ơi, cho tiền với lại là một cái máy nhân bản thôi. Thì đó là một cái lượng tiền là vơ lờ luôn anh em ơi. Ok, đi chợ tiếp tục ra 4 chấm nào. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu hoặc là ý tưởng gì muốn mình làm thêm á, anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Bây giờ muốn kích được một cái phơm bài 7 HST á thì nó cũng khá là dễ thôi, nhưng mà cái điều quan trọng á là đánh quái 3 round rồi. Quay 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 từ từ nha, một cái thì vàng đến đôi môi và đó là pom pom pom, let's go. Hơn nhờ thu sắp mặt lợn luôn và đi chợ ra 4 chấm tiếp tục là một cái thì vàng và nó ở ngay trước mặt mình luôn, nó mới ảo chứ. Mặc dù là có cây in nhưng mà thôi không sao anh em ơi, mình đang cần cái thì vàng này. Nhưng mà mình đang có hơi tham lam quá không anh em, tại vì đánh quái rau 1 chấm, rau 2 chấm, rau 3 chấm và đây là cua gọi là cua khiêu vũ nha, nó cho mình rất là nhiều đồ luôn á. Nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ một cái mảnh đai lưng nào cả. Cái đó mới gọi là cái vấn đề lớn đó. Có hai thì vàng nhưng mà không có đai lưng nha. Nói chung là mình cũng thấy nhiều anh em đăng lên á, có nhiều anh em đăng lên là có rất là nhiều thì vàng, cũng như là đi chợ có thì vàng, đánh quá rất thì vàng, cũng như á là cả nội hũ có thì vàng nha mọi người. Nhưng mà không có đai lưng. Mình đã từng bị rồi và đây cũng đang bị luôn nè. Có hai cái thì vàng nhưng mà lại không có bất kỳ một cái đai lưng nào. Đó là lý do mình cần những cái lõi nào mà nó cho mình thêm trang bị như là túi đồ các kiểu nè, rồi hộp quà Pandora nè, hoặc là nhà máy tái chế nè. Đấy, những cái lõi đó thì mình kiếm những cái trang bị mà mình đang cần nó rất là dễ. AF là bắn được nè. Hai cái thì vàng này mà có hai đai lưng mình lắp vào là 7 hết tiêu luôn á đây mà. Ơi, vậy là tính ra cái trận này á là mình có thể là được level 10 ra 4 chấm luôn đó anh em ơi. Level 10 ra 4 chấm và mình thật sự là sẽ còn dư rất là nhiều tiền luôn á nha. Wow wow wow. Đáng lẽ là hồi ra 4.3 á là mình cũng đã đủ tiền một phát từ level 9 lên level 10 luôn rồi. Nhưng mà ở ra 4.3 đó mình lên level 10 xong á thì mình sẽ còn có tầm 20 mấy tiền thôi mọi người ơi. Thì đó nó sẽ hơi lỗ tại vì lên level 10 xong á không có roll tướng được, không có mua tướng được, cũng như nó sẽ mất cho mình một lượng tiền lãi rất là lớn tại vì mình tích 100 tiền mà. Nên thôi, mình sẽ đợi tới tầm ra 4.6 hoặc là qua đâu sau nha mọi người, ra 4.7 đi, mình lên level 10 nha. Tại vì đang chủ thắng nè, 100 tiền nè. Sau đó sau chắc là phải 120 tiền đúng không? Lên level 10 vẫn còn tới tận tầm 70, 80 tiền gì đó. Cái đó là chưa tính những cái con cua khiêu vũ á, nó còn rớt ra cho mình một đống tiền cũng như là mấy anh tướng nữa. Ủa ôi, ông này chỉ có phơm bài tuyệt sắc disco mà ở level 8 được Sona 2 sao à. Thật sự là ảo quá ông. Level 8 tuy là rôn tướng 5 tiền chỉ có là 3% thôi. Và ông ra luôn là Sona 2 mà. Thắng nổ ông ta Aphelios, Aphelios, Aphelios. Cố lên, cố lên, kỹ năng ra. Phơm. Ôi sợ kè, và đó là chuỗi thắng 3 trận liên tục rồi nha em ơi. Nice, nice. Rồi, lên level 10 luôn anh em ơi. Tầm này lên level 10 thì vẫn còn dư rất là nhiều tiền thấy không. Lên level 10 xong còn dư 78 tiền. Đánh mấy con cua này xong nó cho mình một đống tiền nữa là tầm 90 tiền á anh em. Cỡ đó thì nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình ở ra 4.3. Mình úp một phát lên level 10 luôn, nó sẽ lỗ tiền ha.
Nhưng mà cái quan trọng này, cái quan trọng là có ra đai lưng hay không, có ra đai lưng hay không. Nếu như mà ra thì bú vội, còn không ra thôi anh em ơi, chuyển sao giờ. À, cái gì vàng vàng, trời, một đống tiền nữa anh em ơi. Mình tưởng cái vàng vàng là một cái neko hoặc là một cái thì vàng anh em ơi, ai ngờ là một đống tiền luôn. Rồi, một cái đai lưng đầu tiên anh em à. Đánh quái xong á, từ 78 tiền lên tới tận là 96 tiền. Trời ơi, level 10 như này roll đẻ luôn á chứ. Bây giờ là phải roll anh em ơi, để mình giữ được cái chuỗi thắng này. Ryu 2 nè, Yorick nè, Zihin từ từ anh em ơi, nhiều tướng cần phải mua quá vậy. Bán bớt mang tướng 4 tiền cái đã nha, bỏ mang tướng 5 tiền vô mọi người ơi. Ui, Zihin 2 luôn hả? Mà Zihin 2 thì mình lại không cần cho lắm. Mình đang cần mà là cái gì mọi người biết không? Mình đang cần là Qna full đồ, cũng như á là kích được thêm cái hệ Chu Đam nữa để cho nó hắc đồ nha. Tại vì khi mà Qna nó có đồ á, nó sốc đam bằng kỹ năng khá là ngon. Cũng như là khi mà Qna nó đi chung với hệ Chu Đam á, khi mình ăn bạn bằng kỹ năng á nha mọi người, thì nó sẽ rớt ra một cái mảnh trang bị á, hắc đồ khá là phê đấy. Thắng nổ không ta? Nâng cấp đồ hình rồi á. April, Afe. Ok, này mời bắn được nha. Mình đang kích là bay dài luôn á, nói chung là cũng mạnh, cũng mạnh. Xỏ anh em ơi, xỏ anh em ơi, cái gì đây? Ok, tiếp tục là một cái trang bị lớn và một cái đập đồ có Qna 2 sao luôn mọi người ơi. Ông này chơi Sona nè. Ok, bán Illaoi luôn nha mọi người, tại vì mình chết bài á, thấy công kia chơi Illaoi luôn rồi. Có Yorick 2, có Kim luôn mà. Tại vì mình đang muốn á, là nuôi tướng 5 tiền 3 sao ở round 5 chấm như này, nên mình sẽ né tất cả những con nào mà đang chơi tướng 5 tiền á. Như là con kia chơi Sona thì mình bán vội luôn con Sona. Cái ông kia đang chơi Illaoi luôn nha mọi người, thì mình bán luôn con Illaoi. Mình đang nuôi những cái vị tướng nào mà mấy con kia ổng đang không có chơi thôi, như là Qna, Kayn, Lucian, rồi Zihin cũng như là Yorick. Mình cứ chơi thôi. Ê, mảnh đồ nè, mảnh đồ tiếp nè anh em ơi. Đây rồi, cái đai lưng luôn mà, let's go. Và đó là 7 hết tiêu rồi nè. Đây là một cái chích lõ mọi người nên chơi khi anh em chơi hết tiêu hoặc là chơi bất kỳ một cái tập hệ nào mà thiếu một cái mảnh trang bị để lắp thêm một cái trang bị lớn, hoặc là để lắp thêm một cái ấn mọi người cần có, đúng không? Thì rất đơn giản thôi, chỉ cần bỏ Qna vào hắc đồ là được. Và đó là hai con hết tiêu nha. Ơi, dự tính là chỉ còn ở rau 5 chấm nè, ra đi chợ 5 chấm nè, nó ra cho mình một cái ấn mà lắp được. À, làm mình không có nhà máy tái chế đây em ơi. Nó chỉ cần ra cho mình là một cái ấn hết tiêu thôi, một cái ấn hết tiêu thôi nha mọi người ơi, là mình bú vội luôn á chưa. Nhưng mà nó ra một cái ấn nào mà lắp được từ thì vàng á, thì mình cũng không có tận dụng được anh em ơi, tại vì mình không có nhà máy tái chế. Wow, ở rau 5 chấm rồi mà vẫn còn 8 ông. Wow, anh em sống dai ác thật sự luôn là như vậy. Qna, mình đang có Kayn nè, Qna 2 sao luôn nha mọi người. Combo tướng 5 tiền 2 sao như thế này thì sao mà đỡ được. Mình đang muốn nuôi thêm tướng 5 tiền 3 sao với tầm rau 5 chấm luôn đi. Uầy, ra 4 chấm, level 10, còn hơn 100 tiền. Rau 5 chấm ngút luôn tướng 5 tiền 3 sao thì đó thật sự là ghê gớm luôn á mọi người. Tại vì mình vẫn đang có một cái Neko á, mà roll nó level 10, tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 25%, có một cái Neko này thì quá là dễ rồi. Trời, ấn quá trời ấn luôn á. Ê, cái con Kim ngon nè anh em ơi. Mất luôn Kim kìa, cây chúa. Ai da, lấy gì ta, mất 2 tướng 5 tiền rồi anh em ơi. Ham kia thả ra như chó xong chuồng á. Cứ có tướng 5 tiền là bú thôi, chịu. À, này mình lấy một con bên nha, để ăn chi. Tí nữa nếu như mà nổ được nổ được cái đập đồ anh em ơi, từ hết tiêu á thì đập hơn Sumi rủi ra được sao ai biết được, đúng không? Cứ 50-50 anh em ơi, hên xui đi. Ông này là Sona nè. Ây da, cái vấn đề lớn nè, mình đang muốn nuôi Kim 3 sao mà ông kia lượm Kim về rồi thì lấy đâu ra tướng Kim nữa mà mình nuôi nữa anh em ơi. Mặc dù là vẫn còn khi mà mình có một cái Neko nha, nhưng mà tỷ lệ nó sẽ hơi thấp một tí luôn á. Qna nè, Kayn nè,
Zihin nào, quay, Zihin sắp 3. Ui, Zihin với lại Qnay sắp 3 luôn anh em ơi. Cái gì đây? Bán Yorick nha, để tí nữa có tiền roll lại. Zihin 7 con, Qnay cũng là 7 con. Nhưng mà mọi người đừng quên, mình đang có một cái Neko cỡ lớn. Có nghĩa là mình chỉ cần thêm một con Qnay hoặc là thêm một con Zihin nữa thôi á, là mình được tướng 5 tiền 3 sao ở rau 5 chấm luôn á nha. Đó là cục bóc rất là sớm luôn á chứ. Ông này fan cứng đi chung với đồng quê à, khá là gớm mọi người ơi. Ê, ông này lấy anh Kinh về rồi. Ê, thu luôn ông. Thu luôn mình roll Kinh 3 anh em ơi. Tại vì nếu như mà Kinh 3 á, thì nó sẽ rất là ngon á. Ây da, ông không thua được luôn mà. Cái thế nhờ, ông không thua anh em ơi. Ok, roll thôi. Zin hoặc là Qnay bạn ơi, hoặc là hai con cũng được. Ui Qnay nè, roll tiếp luôn anh em ơi. Lỡ như roll được Qnay 3 sao mà roll chay luôn sao? Có không? Một con nữa. Come on. Đâu rồi ta, mình roll được free liên tội luôn anh em mà mình nó vẫn không ra hả? Thôi chịu anh em ơi, Neko thôi. Chỗ roll phải gọi là vài chục lần luôn á, nhưng mà nó không ra Qnay 3 mọi người ơi, roll chay luôn á. Là phải xả Neko thôi. Con Zihin này vẫn chỉ là 7 con, hơi tiếc cho nó. Ok, trời ơi, Qnay bỏ vào thì đúng là một cơn ác mộng cho team bạn mà. Bây giờ team bạn á thì có khác gì cái máy farm đồ cho mình đâu anh em ơi. Cái máy farm đồ á, Qnay cứ một cái lần kỹ năng là đồ nó cứ rớt ra tầm vài chục món thôi. Tầm vài chục mảnh trang bị thôi anh em ơi. Nó đã. Bây giờ lắp full đồ thì chắc là hơi mỏi tay. Xỏ tiền nào, và đó là móc 300 nha. Thì vàng không? Không có thì vàng. Có thêm một cái trang bị sáng cũng như là đập đồ quá trời luôn nè. Mình lắp hết đồ đã anh em ơi. Đồ nhiều quá mà. Trời ơi, đồ. À, đây là cua khiêu vũ nha. Cái con kêu này này của mình nó là chắc chắn ăn rồi anh em. Tại vì tướng 5 tiền 3 sao mà còn thua con cua này nữa rồi thôi, chứ nó quá là ảo mai rồi. Một lần xài kỹ năng thôi, cua bay màu luôn. Còn ông này làm sao? Ông này sao mà thắng nổi cua đấy? Thật sự là con cua này rất là khó để mà thắng luôn á mọi người. Ok, Ronop nào. Ây da, ai xin lỗi mọi người nhiều nha, có con Zin mà quên lấy à, roll qua luôn kìa. Ai da, mất tập trung thật sự anh em ơi, sorry mọi người nhiều. Kin của mình đang là 7 con, Zin của mình cũng đang là 7 con luôn á nha. Mà roll không ra con nào. Ai da, lời nguyền 7 con à, người ta là lời nguyền 8 con, mình là lời nguyền 7 con anh em ơi. Mình vẫn bỏ con Eco vào nha, để cho Qnay nát đồ á. Trời ơi, một lần kỹ năng thôi mọi người ơi, team bạn phải tầm là 9 hay là 10 slot tướng rồi đó, phải cỡ đó luôn á nha, mà một lần xài kỹ năng thôi là cút luôn. Nó đã. Trời ơi, đồ nó đã anh em ơi. Có lên được Kane hay là Zin 3 không? Ok, Zin 8 con rồi nè. Chấp một round nha mọi người. Mình chấp một round đi, để round sau có tiền mình roll tiếp. Zin 8 con rồi, chẳng lẽ không lên được tính lại hơi uổng. Hôm nay một cái phơm bài 4 tiền 5 tiền 2 sai cũng khá là nhiều luôn á nha. À, ông kia đang giữ một con Zin rồi mọi người ơi, thế thì chịu rồi. Tại vì tướng 5 tiền là cái chỉ có là 9 con thôi. Mình đang giữ là 8 con rồi. Ông kêu một con đây là 9 con rồi. Mọi người ơi, là hết tướng luôn rồi đó. Vậy là hết tướng rồi em ơi. Ông này giữ một con Zin rồi. Cái này chắc là phải roll Kin thôi. Ok, Kin 8 con nha mọi người ơi. Chắc là mình sẽ bán luôn cái con Zin này nha. Để mà roll kiếm Kin 3 sao á. Tại vì ông kia đang giữ một con Zin rồi. Đó là hết tướng rồi. Ổng không giữ Kin nha, không giữ Kin anh em ơi. Chỉ giữ Yorick rồi Zihin rồi Illaoi thôi. Sona nữa. Ai à, Kin ơi. Lời nguyên 8 con là có thật anh em ơi. Zihin 8 con, Kin 8 con, nó cay chua.
Làm sao đây vẫn cứ gọi là một cái siêu phẩm. Với kiểu này bay sao rất là sớm. Rất là sớm, let's go. Ôi, vừa đủ máu thắng luôn mà. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye.